Công cơ học. Trong đời sống hàng ngày, người ta quan niệm rằng người nông dân cấy lúa, người thợ xây nhà, em học sinh ngồi học, con bò đang kéo xe đều đang thực hiện công. Nhưng không phải công trong các trường hợp này đều là công cơ học. Vậy công cơ học là gì? Một, La Mã. Khi nào có công cơ học? Thu thập thông tin. Một, nhận xét. Con bò đang kéo xe đi trên đường. Trong trường hợp này, người ta nói lực kéo của con bò đã thực hiện một công cơ học. Các em xem hình chú thích 13.1 trong sách giáo khoa. Người lực sĩ cử tạ, đỡ quả tạ ở tư thế đứng thẳng. Mặc dù rất mệt nhọc, tốn nhiều sức lực, nhưng trong trường hợp này người ta nói lực sĩ không thực hiện một công cơ học nào. Các em tham khảo hình 13.2 trong sách giáo khoa. Xử lý thông tin. Câu hỏi số 1. Từ các trường hợp quan sát ở trên, em có thể cho biết khi nào thì có công cơ học? 2. Kết luận. Câu hỏi số 2. Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau đây. Chỉ có công cơ học khi có ... tác dụng vào vật và làm cho vật ... Công cơ học là công của lực. Khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì ta có thể nói công đó là công của vật. Công cơ học thường được gọi tắt là công. 3. Vận dụng. Câu hỏi số 3. Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học? A. Người thợ mỏ đang đẩy cho xe gòn chở than chuyển động. B. Một học sinh đang ngồi học bài. C. Máy xúc đất đang làm việc. D. Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao. Câu hỏi số 4. Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? A. Đầu tàu hỏa đang kéo các toa tàu chuyển động. B. Quả bưởi rơi từ trên cây xuống. C. Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc kéo vật nặng lên cao. Các em tham khảo hình 13.3 trong sách giáo khoa. 2. La Mã. Công thức tính công. Thu thập thông tin. 1. Công thức tính công cơ học. Nếu có một lực ép lớn tác dụng vào vật, làm vật dịch chuyển một quãng đường S nhỏ theo phương của lực, thì công của lực ép lớn được tính bằng công thức sau. A lớn bằng F lớn nhân S nhỏ. Trong đó A lớn là công của lực ép, F lớn là lực tác dụng vào vật, và S nhỏ là quãng đường vật dịch chuyển. Khi lực F lớn bằng 1 newton và S nhỏ bằng 1 mét, thì A lớn bằng 1 newton nhân 1 mét bằng 1 newton mét. Đơn vị công là joule, ký hiệu là chữ J lớn. 1 joule bằng 1 newton mét. Chú ý, nếu vật chuyển dời không theo phương của lực thì công được tính bằng một công thức khác sẽ học ở lớp trên. Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực lúc đó bằng 0. 2. Vận dụng. Câu hỏi số 5. Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực ép lớn bằng 5.000 newton làm toa xe đi được 1.000 mét. Tính công của lực kéo của đầu tàu. Câu hỏi số 6. Một quả dừa có khối lượng là 2 kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6 mét. Tính công của trọng lực. Câu hỏi số 7. Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang? Kết luận bài. Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời. Công cơ học phụ thuộc hai yếu tố: lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển. Công thức tính công cơ học khi lực F lớn làm vật dịch chuyển một quãng đường S nhỏ theo phương của lực là A lớn bằng F lớn nhân S nhỏ. Đơn vị công là joule, ký hiệu là chữ J lớn. 1 joule bằng 1 newton nhân 1 mét bằng 1 newton mét. Có thể em chưa biết công của trái tim. Bằng các phép đo và phép tính, người ta xác định được công của trái tim. Trung bình mỗi giây, trái tim của người bình thường thực hiện một công khoảng 0,12 joule để bơm khoảng 90cm khối máu nuôi cơ thể. Các em đừng vội nghĩ công của trái tim là quá bé nhỏ. Vì trái tim phải làm việc liên tục không ngừng, nên trong một ngày, trung bình nó thực hiện một công lên tới 10.368 joule để bơm 7.776 lít máu nuôi cơ thể.
Nếu một người chỉ sống có 70 năm thôi, thì trái tim người đó đã thực hiện một công không dưới 260 triệu joule để bơm khoảng 200 triệu lít máu nuôi cơ thể. Nếu biết với công 260 triệu joule, người ta có thể nâng một chiếc xe ô tô 2,5 tấn lên cao 10.000 mét, tức là 10 km, thì các em sẽ thấy trái tim của chúng ta vất vả biết chừng nào.